Em Nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho quý vị và các bạn tham khảo một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng. Đó là một mẫu xe Trend Velar Spark có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 0.8, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A49240. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, chủ mã đầy đủ luôn, na đang đúc 4 bánh, sơn xi thì màu xanh. Hiện tại chiếc Trend Velar Spark bên em đang chào bán với giá là 95 triệu đồng cho một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng này. Máy lộ một còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt, trang bị màn hình cam nôi đầy đủ. Một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội, trang bị cảm biến nôi, cảm biến va chạm, nội thất ghế da bò, rất là đẹp luôn. Giá tiền thì chỉ có 95 triệu đồng thôi. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng này, cứ alo cho em. Tất cả hệ thống đinh tán răng giật của xe nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe gia đình sử dụng, một mẫu xe Trend Velar Spark. Tất cả hệ thống khung cánh cửa các bác này không hề có hiện tượng mồ mọt. Một mẫu xe Trend Velar Spark mang thương hiệu của nước Mỹ. Bô lăng của nó là bô lăng 2 chấu các bác nhá, bô lăng 2 chấu này. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn. Máy đang nổ các bác nhá, máy lổ giòn tan luôn. Đấy, sau đây em sẽ đóng điều hòa lên các bác này. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Đấy, một mẫu xe Trend Velar. Trend Velar Spark nhỏ gọn, xinh, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu nước Mỹ. Mà giá tiền thì chỉ có bằng một chiếc xe máy thôi. Gương chiếu hậu 95 triệu đồng. Bên em có bao vận chuyển cho các bác. Con này chủ mã đầy đủ quá nhá. Xe tư nhân gia đình sử dụng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn vận hành bình thường luôn. Rất là ngon các bác nhá. Phun nước và gạt mưa. OK luôn. Vâng, chỉ có 95 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe. Đấy, máy lỗ, còi to, 4 bánh quay đều. Số má ngọt ngào êm ái các bác nhé. Đấy, số má ngọt ngào êm ái luôn. Màn hình mà camera lùi đầy đủ. Đấy, quả số, phanh tay. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Giá tiền 95 triệu đồng. Cảm biến nôi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Còi rất là to các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Trend Velar Spark sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 0.8. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là tầm khoảng 4 lít đến 5 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Máy lổ giòn tan luôn. Vâng, máy lổ giòn tan. Điều hòa mát, côn số ngọt. Đấy, tất cả hệ thống bộ giảm sóc, đinh tán răng giật nguyên bản luôn. Hệ thống đèn pha này, một cặp đèn của nó này, rất là sáng bóng các bác nhá. Các bác mua về tập đi tập lái chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Tổng quan của lắp capo. Đấy, tất cả keo chỉ của nó vẫn còn zin luôn. Máy lổ giòn tan, điều hòa mát, côn số ngọt. Máy thì khô ráo sạch sẽ các bác nhá, không hề bị dầu luôn. Đấy, máy con này thì mới làm lại các bác nhá. Máy làm rồi thì các bác mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm cái gì các bác nhé. Làm rồi thì chạy rất là ngon luôn. Đấy, một mẫu xe Trend Velar, sơn xi thì màu xanh, biển kiểm soát còn Hà Nội. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, đèn pha đèn gầm rất là sáng bóng đều nhau luôn.
Đấy, một mẫu xe trend của Nat Spark, phải nói là rất là đẹp luôn. Na răng đúc 4 bánh rồi, sơn xi sạch sẽ, bản hatchback một đầu. Đăng kiểm thì còn đến tháng 1 năm 2023 cơ. Đấy, đăng kiểm dài các bác nhá. Nội thất tươi, điều hòa mát, táp ly cánh cửa. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác này. Đấy, bệ bậc lên xuống, ốp inox mạ chrome. Tất cả hốc hác bản nè. Đó, ô sờ kê luôn. Đấy các bác xem này, ốc ác còn chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá. Chưa hề táo rỡ luôn. Đấy, con này thì một mẫu xe phải nói rất là ngon luôn. Ngon bổ rẻ các bác nhá, ngon bổ rẻ luôn. Đấy, ngon bổ rẻ. Ai mua xe rẻ chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ alo cho em. Đấy, cửa đây rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Cửa lẻo rất là chắc chắn luôn. Đây là phần hàng ghế đằng sau các bác này. Đấy, ghế da này, ghế da bò rất là đẹp luôn. Ghế da bò các bác nhá, táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Bệ bậc lên xuống. Ốc bản nề vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Đấy, xe đẹp, máy ngon, gầm bệ chắc. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Rất rẻ các bác nhá, 95 triệu đồng. Bên em có bao vận chuyển cho các bác luôn. Đấy, tất cả này, khung cánh cửa này, bệ bậc lên xuống này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, ổ ngậm khóa này. Chân của nó là chân bằng da các bác nhá. Chân là chân da la răng đúc này. Đấy, la răng đúc 4 bánh các bác nhá. Sơn xi thì màu xanh. Bản hatchback một đầu. Hệ thống đèn đèn phanh các bác này. Đèn phanh của nó vẫn còn nguyên bản các bác nhá. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Cảm biến đùi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Đấy, sau đây là phần hệ thống gầm của xe các bác nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe này. Gầm bệ rất là chắc chắn luôn. Đấy, gầm bệ rất là chắc chắn các bác nhé. Côn số ngon, máy ngon, điều hòa mát, la răng đúc 4 bánh rồi. Đấy, 4 quả la răng đúc này nó rơi vào tầm 4 triệu rưỡi được các bác nhé. 4 triệu rưỡi là 4 quả la răng đúc về rồi. Đấy, các bác mua về thì việc chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, lốp dép rất là dày dặn luôn. Táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, khá đẹp luôn. Các bác mua về tập lái con này thì rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì máy em mới làm rồi. Thì các bác mua về chỉ việc đổ xăng thôi mà đi thôi. Không phải làm gì cứ nữa các bác nhá. Lóc xe này. Đấy, hệ thống lóc xe các bác nhá. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem nhá. Cốp con này thì cốp sau xe thì phải mở bằng chìa khóa các bác nhá. Em sẽ lấy chìa khóa mở cốp sau xe này các bác này. Đấy, lấy chìa khóa mở cốp sau xe cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe này. Đấy, bản một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn thôi các bác nhá, nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu đâu. Đấy, các bác mua về luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ ok luôn. Cam kết các bác là con này keo chỉ zin luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy ngon, gầm bệ chắc, côn số ngọt. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Đấy, tổng quan của lắp cốp này. Tất cả các lỗ của nó các bác nhá, tròn, không hề móp méo luôn. Keo chỉ cam kết các bạn, keo chỉ zin luôn. Đấy, keo chỉ zin. Đây, phần hệ thống của lốp sô cua này. Lốp sô cua thì con này thì mới có la răng thôi, chưa có lốp sô cua các bạn nhé. Đấy, em sẽ bổ sung cái lốp sô cua là được. Đấy, kích này. Đấy, em sẽ mua bổ sung cái lốp sô cua vào cho nào ok các bạn nhé. Đấy, một mẫu xe phải nói là ngon, bổ rẻ luôn. Đấy, xe đẹp, xe rẻ, chạy khỏe đến bãi xe ô tô cũ Đoàn Nghị Hải Phòng. Đấy, xe 7 chỗ này, bên em rất là nhiều luôn. 5 chỗ, 7 chỗ này, xe về ngập bãi luôn các bác nhá.
Đấy, xe về rất là nhiều luôn. Rất là nhiều các bác nhá. Innova này, Kia này, Mẹt này, đấy, Jolly này. Đấy, rất là nhiều luôn các bác nhá. Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng, em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Trend 15 Spark. Có năm sản xuất 2010 mà giá tiền chỉ có 95 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.